lùm mình cũng mím đây. Thì hôm nay mình chơi cái trận tụ cuối, mọi người có thể gặp bạn nhiều người cảm thấy cũng khá là dễ thương vui. Ok, giờ mình sẽ chơi tập trung nha mọi người. Tại vì anh đó, anh nói lắm búa liên tục nè mới thua. Đợi chút, bạn này nè, nhường cái. Rồi giờ chơi cho vui nè, nhường thêm cái không ta? Đó, lắm búa liên tục đó mọi người, nó mới giật vậy đó. Đấm nè, cười thắng rồi nhiên. Quỳ quỳ quỳ. Rồi bê bòi bòi. Chiêu cánh cục gì trắng dữ vậy? Thôi thì cũng bye bye mọi người. Hẹn mọi người sau mình nhớ subscribe dùm vào cái kênh mọi người. Bye.